Business, sự kiện dành cho giới doanh nhân trẻ, những người đam mê kinh doanh và quan tâm đến các vấn đề thời sự. Do kênh truyền hình kinh tế tài chính FBNC và văn phòng mở Netspy AAA phối hợp tổ chức. Sau sự thành công của hai số phát sóng đầu tiên, Net Talk in Business đã quay trở lại trong một chủ đề vô cùng thú vị, yếu tố văn hóa trong đàm phán quốc tế. Với khách mời là giáo sư Phan Văn Trường, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đàm phán quốc tế, cố vấn của chính phủ Pháp về thương mại quốc tế. Từ kinh nghiệm đúc kết sau hơn 40 năm giữ chức vụ tư vấn quản trị ở nhiều công ty lớn trên thế giới, giáo sư Phan Văn Trường sẽ đem đến những chia sẻ hữu ích, giúp khán giả hiểu được áp lực của người làm lãnh đạo, những thử thách mà họ phải đương đầu, những câu chuyện về văn hóa các nước mà ông đã có dịp tiếp xúc trong suốt cuộc đời thương thuyết của mình. Cái đội của tôi đã ký những cái dự án có thể nói rằng là to nhất trên lịch sử của buôn bán. Chúng ta nhìn theo kiểu văn thơ, chúng ta thiếu chi tiết kỹ thuật. Không bao giờ cơ hội nó tới dưới một cái hình thức mà như là cái miếng kem sắp đưa vào miệng. Yếu tố văn hóa đặc trưng nhất của người Việt trong đàm phán quốc tế là gì? Yếu tố win-win trong đàm phán nên được hiểu như thế nào? Trong lòng chúng ta hay hất ra những cái gì mà hơn chúng ta. Chúng ta hội nhập 40 năm nay thì cái điều đó nó có thay đổi hay không? Tôi cứ tự hỏi xem là chúng ta có nên hội nhập không hay chúng ta nên giữ nguyên chúng ta là người Việt Nam. Tất cả sẽ có trong Net Talk in Business. Mời quý vị đón theo dõi. Một lần nữa cũng xin cảm ơn giáo sư Trường. Ở ngoài thì bọn tôi vẫn gọi là anh em, nhưng mà ở đây thì gọi là giáo sư. Cảm ơn giáo sư Trường đã nhận lời đến chương trình này mà cũng phải hẹn gần 3 tháng mới có được cái buổi ngày hôm nay. Tôi xin nói qua một số điểm, nếu mà em có nói sai thì giáo sư cứ đính chính. Dạ. Giáo sư Trường là chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đàm phán quốc tế của chính phủ Pháp. Ông đã có hơn 40 năm đi đàm phán, qua lại trên 80 nước, sử dụng 18 cuốn hộ chiếu. Và giáo sư đã lãnh đạo những đoàn đàm phán có khi đến 200 người và có những cái hợp đồng lên tới hàng tỷ đô la. Và ông đã được chính phủ Pháp trao tặng danh hiệu hiệp sĩ và trao tặng danh hiệu bắt đầu vũ tinh. Còn cũng được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Có một chi tiết ấy là giáo sư cũng viết hai cuốn sách. Cuốn sách đầu tiên là Một đời thương thuyết. Thì năm ngoái, năm 2016, thì cuốn sách này mới ra thì đã giải nhất cái giải sách hay của năm 2016. Tôi được biết giáo sư từ cái dịp đó. Và năm nay thì giáo sư có một cuốn mới, tức là Một đời quản trị. Vâng. Trước khi vào câu chuyện thì xin hỏi giáo sư là bắt đầu từ một kỹ sư giao thông, thế đưa đẩy như thế nào mà trở thành một người đi thương thuyết cho chính phủ Pháp? Thưa anh, hôm nay tôi ngồi với một số đông những người tôi rất quý và những người tôi chưa quen, thì tôi mong rằng là trong một thời gian ngắn tôi sẽ có cái cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu và làm việc cùng. Tôi cũng xin nói với anh như thế này, thật ra anh biết không, trên đời này đó, nó đơn giản lắm. Mình cứ làm việc thôi, người ta giao cho mình việc mình cố gắng hết sức thôi, rồi mình cũng dùng cái trí thông minh mình có thôi, thế rồi tự nhiên cái thế giới nó xoay chuyển rồi làm sao cái tự nhiên mình ngồi đúng ở cái lô độc đắc thì mình cũng không biết tại sao nữa. Thế thì tôi cũng phải công nhận là trong cái suốt cuộc đời mà 40 năm mà bôn ba khắp nơi, tôi cũng trúng độc đắc vài lần. Đời tôi đó thì tôi không có cầu kỳ hóa đâu, cái gì cũng đơn giản thôi. Tôi bao giờ cũng cố gắng hết sức trước tất cả những cái thách thức mà tôi gặp được. Nói thế thì nó có vẻ nó thiếu khiêm tốn, nhưng mà tuy nhiên cái đây nói tôi nhìn các em trong số nghe chúng ta, tôi cũng cái đó là một cái lời khuyên cho các em là tất cả những cơ hội nó tới mình đều là những thách thức khó khăn lắm. Chứ không bao giờ cơ hội nó tới dưới một cái hình thức mà như là cái miếng kem sắp đưa vào miệng. Nhưng mà tôi cũng xin nói như thế này. Có lẽ nó cũng giải thích là tại sao mà người ta cũng thích đeo mỉ đay cho tôi. Là tại vì thứ nhất là cái mỗi lần tôi thành công thì tôi lại thành công vào những cái dự án mà người ta gọi là superstar. Cái đội của tôi đã ký những cái dự án có thể nói rằng là to nhất trên lịch sử
của buôn bán loài người về đường sắt cao tốc chẳng hạn đó, thì chúng tôi đã ký cái dự án đó là 12 tỷ đô la một dự án. Cái value của nó là 1992. Đó thì tức là bây giờ thì cũng tối thiểu cũng phải tính là thành 25 tỷ đô la, cái dự án 25 tỷ đô la. Và đấy là cái dưới tay chữ ký của tôi. Và về dự án nhà máy điện thì cái dự án nó là hiện thời vẫn là dự án to nhất chưa từng thấy về nhà máy điện, là một dự án 9 tỷ đô la. Value của nó là 1989, tức là có nghĩa rằng bây giờ cũng phải tính thành 20 tỷ đô la. Thế thì những cái đó nó không có ý nghĩa là gì nếu mà chúng ta nhìn thấy cái cách nhìn của mình. Mình thích thú lắm, mình đi, mình công tác, mình gặp người này, người nọ, mình yêu những đối tác của mình. Do đó cho nên là cái cuộc đời của tôi nó phong phú là bởi tôi có rất nhiều người yêu. Và những người yêu đó đã sát phạt mình trong những cái bàn hội nghị. Nhưng mà khi mà sát phạt xong thì họ đều hiểu cái tinh thần của tôi. Khi mà mình thương thuyết mà mình bảo rằng là tôi nhất quyết là tôi sẽ thắng để mà tôi lấy được cái hợp đồng, thì mình sẽ biến những người đối tác đó thành kẻ thù. Trong khi đó, đó là ngay vào đầu trong cuộc thương thuyết tôi đã nói ngay rằng chúng tôi mong mỏi hợp tác thật là lâu dài với các bạn. Do đó cho nên là thương thuyết nó chỉ là cái hồi đầu tiên thôi. Thì chúng ta thương thuyết cho nó êm đềm để sau này chúng ta cùng thực hiện cái dự án một cách rất là êm đềm, một cách rất là trân quý nhau. Cái chủ đề chính của ngày hôm nay chúng ta nói điều tố văn hóa cũng một điều hơi khác, có lẽ hơi khó với giáo sư, bởi vì giáo sư là người vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, nói tiếng Việt, và cộng đồng chúng ta ngồi đây là người Việt, nhưng mà giáo sư lại thương thuyết cho chính phủ Pháp. Thì cái câu hỏi là khi nói về người Việt chúng ta ở đây, chúng ta đi đàm phán ấy, thì chúng ta có cái đặc tính gì mà giáo sư có thể nói ra là nổi bật của người Việt? Chúng ta mỗi người nói một cách, có người nói người Việt là khiêm nhường, có người nói người Việt rất là hiếu thắng, có người nói thì người Việt là rất là tự hào về mình. Thế thì xin thưa giáo sư là khi nói đến người Việt đi đàm phán quốc tế, chúng ta có một vài từ gì để mô tả cái vị thế văn hóa của người Việt? Thưa anh, tôi phải nói như thế này. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc rất là sắc sảo, hiểu rất là nhanh, linh tính rất là nhạy. Nhưng dân tộc đó, đó có một cái yêu thích là chỉ thích thư văn thôi. Tức là làm thơ, đi thương thuyết mà cũng là thằng bợp có cái quạt mo, rồi phu ông xin đổi ba bò chín châu. Chứ không thể nào thương thuyết bảo rằng là như người Đức hay là như người Nhật, bảo rằng là anh để cái quạt mo lên đây để tôi đo cái gì, cái kích thước của nó, rồi tôi đo cái chiều cong của nó, rồi tôi đo cái trọng tải của nó. Thế thì bây giờ tôi xin phép đi sâu hơn một chút và về cái kỹ thuật cương thuyết, thì mình phải nói như thế này. Cái cá tính của người Việt Nam ấy, bởi vì chúng ta là cái người thi văn, do đó nên là chúng ta cứ nhìn cái màng bên ngoài thôi. Chúng ta không đi sâu vào trong. Thành ra chúng ta đã là cái người thi văn ấy, người ta hiểu cái tình thế rất là nhanh anh ạ. Nó duy như là cái máy chụp ảnh ấy. Thế là người Việt Nam mình nó như cái máy chụp ảnh ấy. Vừa mới nhìn một cái thế này, cái chụp cái bốc cái thế là xong rồi. Hiểu hết rồi. Thế nhưng mà không nhìn được cái chiều sâu của mỗi cái triệu bên trong, cái chiều sâu của mỗi cái dự án. Thế do đó cho nên là chúng ta rất bộp chộp. Chúng ta làm cái gì cũng nhanh chóng mà em hiểu rồi. Và thậm chí là chúng ta còn sợ người ta nói rằng tại sao em hiểu chậm thế. Ví dụ như là tôi nói thế này nhé, người Do Thái chẳng hạn ấy, thì người ta hỏi rằng là này anh ạ, anh có thể nhắc lại cho tôi cái gì anh vừa nói không? Tại vì tôi có cảm tưởng như tôi có thể hiểu hai nghĩa hay ba nghĩa. Thế người ta mới bảo rằng là để tôi nói lại cho anh nghe. Nói lại xong người này bảo rằng là nhưng mà please repeat again, tức là bạn lại xin nói lại đi để cho tôi hiểu cho chắc cái ý của bạn trước khi mà mình thương thuyết. Bởi vì tôi e rằng nếu mà chúng ta thương thuyết mà chúng ta đi vội vã quá, sợ rằng là chúng ta như là đi lạc vào rừng. Mà hễ đi lạc vào rừng mà bước thêm một bước nữa thì lại càng lạc thêm. Do đó cho nên là người ta cẩn trọng lắm. Người ta hỏi rằng là bạn hãy nhắc lại cho tôi nghe đi để cho tôi hiểu rõ thực sự bạn, cái ý của bạn là cái gì. Người ta như thế, mình hiểu rồi, ôi dồi, em hiểu rồi anh à, anh đừng nói nhắc lại nữa, tội anh nói tội anh. Nhưng mà thật sự ra đó là giữa hai cái thái độ đó, đó là chính cái sự khác biệt giữa cái người thương thuyết một cách cẩn mật, một cách sâu sắc
và cái người thương thuyết một cách rất là sắc sảo. Cái người sắc sảo lướt đi như là cái người thi văn, nhìn cái bức tranh rất là nhanh và có thể tả cái bức tranh rất là nhanh như là một người thi sĩ. Nhưng mà đến khi mà phân tích quyền lợi của từng người, quyền lợi của từng chuyện, quyền lợi của từng vật mình thương thuyết thì thấy rõ rằng cái thái độ của người Do Thái nó mới là thái độ của người thương thuyết.